Xin chào cô chú, con chào cả nhà. Con chúc cô chú cả nhà một ngày mới an lành. Cô chú ơi, con có công việc con đi, bây giờ là đang 10 giờ đêm. Cô chú nhìn cảnh Sài Gòn của mình rất là đẹp. Một Sài Gòn hoa lệ, nhưng mà đằng sau đó là hoa cho người giàu mà lệ cho người nghèo cô chú ơi. Như cô chú đã thấy đó, đằng sau cái ánh hào quang đó, cái sự đẹp đẽ đó là người giàu thì luôn có cái nơi điểm tựa để về, còn những cô chú hoàn cảnh đáng thương thì ngủ một góc nào đó trên giữa lòng Sài Gòn cô chú ơi, rất là tội nghiệp. Rất là cô đơn, không có người thân. Có những cô chú thì may mắn hơn được tí xíu là có những cái xe đạp để mà lượm những cái vỏ chai nhựa để kiếm sống qua ngày. Cô chú may mắn hơn được tí xíu. Cô chú thấy cảnh đêm Sài Gòn, người người đi bên gia đình rất là ấm áp. Còn những cô chú lạnh lẽo ở bên góc đường. Giống thì như đoạn clip cô chú vừa xem khá là xúc động,
Chắc cô chú cũng xúc động, thì cũng giống như con vậy, trên cái đường đi hôm nay con đi công việc thì giờ con mới về, thì trên cái đường quá trình con đi con thấy những cái hoàn cảnh cô chú vô gia cư rất là tội nghiệp, nên là sắp tới con sẽ có một cái hoạt động từ thiện nho nhỏ. Con sẽ chuẩn bị 50 hộp xôi, con sẽ kiếm chỗ đặt xôi thiệt là ngon để con tặng cho, để con đi phát cho các cô chú ăn cho nó ấm, giống như có một cái gì đó để an ủi các cô chú vô gia cư, cô chú để nhìn thấy các cô chú rất là tội nghiệp, đã khổ rồi, ngủ ngủ cũng không có nơi nương tựa, ngủ ở đâu cũng được, người gắn liền với những cái chiếc xe mà lụm chai nhựa nhìn thương lắm cô chú, nên con sẽ chuẩn bị 50 phần xôi để con phát cho cô chú, nên là về còn về cái số tiền mà con hoạt động thì con sẽ, cô hậu tiêu có tặng cho con 100 đô để tặng làm quà sinh nhật cho con, thì con sẽ lấy cái tiền quà sinh nhật đó của con chích ra để con đặt 50 phần xôi và để con đi phát cho các cô chú. Thì trước cái ngày phát là con sẽ đi tìm cái nguồn thức cái nguồn đặt cho nó an toàn vệ sinh, nói chung là an toàn vệ sinh và làm ngon nữa cô chú, ngon để các cô chú vô gia cư ngoài kia ăn nó cũng an toàn, nó không có bị đau bụng, nói chung là cho nó đáng xíu cô chú ơi. Đó. Nên là sắp tới con sẽ có một buổi hoạt động từ thiện nho nhỏ để con đi phát, chắc cũng hơi khó khăn cô chú. Tại vì con cũng còn nhỏ với lại thấy tội quá chịu không nổi, chú thấy thương quá thì con sẽ đi với bạn con, hai đứa đi phát cô chú ơi. Nhưng mà đi phát con sẽ đi phát khá là trễ, tại vì con sẽ không có đi phát sớm đâu cô chú, con sẽ đi phát tầm cái giờ mà 9-10 giờ trở đi cô chú, tại vì cái giờ đó là cái giờ mà những cô chú tội nghiệp vô gia cư thiệt sự thì giờ đó mình sẽ gặp đúng người hơn, mình phát nó không có tiếc, mà mình cảm thấy mình phát đúng hơn cô chú ơi. Chứ bây giờ cái vụ từ thiện này con nghe cũng rất là nhiều, nên là cái giờ đó là phát là chính xác nhất, cái giờ đó là những cái người mà thật sự cô chú không có nơi nương tựa thì mình sẽ gặp cô chú ơi. Cứ càng phát trễ là sẽ càng đúng người, nên là con sẽ sắp tới con sẽ bận, con sẽ sắp xếp thời gian lo cho các bé ăn uống rồi cho mẹ, rồi con sẽ học hành, rồi tối con đi phát cô chú. Rồi con cũng xin khép video clip tại đây, con cảm ơn cô chú cả nhà đã theo dõi và ủng hộ clip cho con, cảm ơn cô chú rất là nhiều. Rất mong quý cô chú yêu mến đăng ký kênh ủng hộ, like share ủng hộ cho con. Con xin chào cô chú nha. Thời giờ cũng khuya rồi, 11 giờ rồi cô chú, con xin phép nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn dậy sớm lo, rồi con còn đi học nữa. Chú ơi, đi trễ lắm cô chú, đi 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 xong về thấy giờ đó cô chú cứ tưởng tượng đi, 10 giờ mà hả, ai nè, giống như bản thân con vậy, rất là nhiều người có nhà có cửa để về có nương tựa, thì những cái cô chú khổ ngoài kia không có nhà có cửa, ngủ đại rồi đó trải một cái tấm thảm gì đó chùm mờ, rất là tội nghiệp cô chú, tội lắm. Rồi có nhiều cô chú rất là lớn tuổi luôn, cả bậc ông bà của con luôn, con rất là tội nghiệp, nên là con chịu không có nổi đâu cô chú. Thì giống như là con cũng sinh nhật con cũng qua lâu rồi, cứ giống như là con có thì con chích ra cũng không sao hết cô chú ơi.
cứ mình sống được ngày nào thì mình cứ cho đi ngày đó, sẽ không có mất mát gì hết đó cô chú. Thôi con xin chào cô chú nha, bye bye cô chú và cả nhà. Chúc những cô chú và cả nhà ngày mới an lành.